đây, anh cầm tay của ai vậy? Vai kề vai, môi kề môi thân thân ai? Vậy mà sau đó nếu em có hỏi, anh buông câu trả lời, người đó với anh chỉ là em gái thôi. Thế chính xác anh có mấy người em gái trong đời vậy? Phải chăng ai anh cũng nợ một tình yêu? Phải là ai đó nếu yêu anh, không bao lâu sẽ trở thành người em gái đau khổ của anh, phải không? Rốt cuộc anh có mấy người em gái đây? Tại sao ai anh cũng yêu hết vậy? Tại sao ai cũng vỡ tan trái tim giống em vậy? Rốt cuộc anh có mấy người em gái đây? Anh trai ơi có yêu em thật lòng, hay cũng chỉ là một trong những người em gái của anh phải không? Em không tin như thế sao, rằng người ta em gái anh bấy lâu. Đừng hoài nghi và đừng hờn ghen giận hờn vô cớ. Em làm sao mà dám tin, giờ là đến khi không còn anh thì giật mình mới hay trắng tay. Nhưng muộn màng, chính lúc ấy em đã thấy cầm tay của ai vậy? Vai kề vai, môi kề môi thân thân ai? Vậy mà sau đó nếu em có hỏi, anh buông câu trả lời, người đó với anh chỉ là em gái thôi. Thế chính xác anh có mấy người em gái trong đời vậy? Phải chăng ai anh cũng nợ một tình yêu? Phải là ai đó nếu yêu anh, không bao lâu sẽ trở thành người em gái đau khổ.